biết rồi, biết rồi, biết rồi. Giống cái mấy cái bàn đằng trước nhà để rễ cây đấy vậy. Cháu nghe em hỏi khỏe. Ủa mất im re rồi. Cái gì? Đó, sao mày không nói là đậu mới lúc mày sao cho nó thế là thằng Thi nó cho con mượn chứ ai? Đấy tao xanh. Mày cứ nói chuyện chứ lên. Tại sao mày giận thiệt chứ? Ý bố tao nói là mày là mày là một cái kẻ thù nguy hiểm, hiểu không? Kẻ thù nguy hiểm. Cái gì vậy? Lần nào tôi cũng chết rồi, ông chết theo đi. Đó thôi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, đừng có ăn, đừng có farm. Tao sợ mày. Chết mạng nó đi. Tao sợ mày hả? Tao sợ mày thiệt luôn, mày sợ mày chơi đâu. Trời ơi, vừa mới vô cái gì mà thi, vừa mới vô phút, chưa được phút thứ hai nó đã ra rồi. Mới một phút mấy nó ra rồi. Nhưng mà không sao, mày cũng chết mẹ mày rồi. Tao farm 5 con, mày farm có 2 con thôi. Giờ sao, cu? Mày bay lên đây, mày bay lên đây. Hết e rồi, hết e rồi, từ từ. Cái gì mày có tóc biến chưa? Mày có tóc biến chưa? Mày giỡn với tao là đâu có được. Mày giỡn với tao là không được nha không? Bay vô. Bay vô. Mày chỉ mạnh lúc đầu thôi. Giờ là mà. Vô đây. Mày vô đây. Mày vô đây. Đánh mày chết cha mày. Rồi đó. Đánh đổ mà. Ôi trời ơi. Oh yeah baby. Yeah. Mà này nó chơi cái phong cách kiểu gì vậy ta? Có cái gì vậy? Đạt. Đạt. Nó mất tóc biến hết rồi. Mày. Nó tóc biến hết rồi. Mấy cái thứ giọng thư mấy thứ hết mất hết tóc biến bộ láo lên đây mấy con đắp từ thành mẹ cho nó đá vô luôn mẹ tao hồi cái e rồi. Lên đây lên hết đây mới vô mẹ ba thằng tham hả. Mày mới vô ba thằng chứ mày nghĩ vừa mới vô hơn một phút nó ra nó ganh tao luôn rồi. Tao đang đè con tao tao lo làm tao học farm nha, làm tao học farm nha. Cái gì cái gì hey, mấy ông nói gì từ hên 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 là gì hên là gì nó cũng ra nó canh nó ganh cho mình mà hên trời. Ồ, nghĩ sao vậy, 15 năm trong nghề cầm ra gác mình dùng cái từ hên. Thôi mày đừng để gợi nhớ mem lại cái trận Gagat của mày nữa thi à.
Đừng có gợi lại cái kỷ... là mới tập chơi thôi. Đừng có gợi đến cái kỷ niệm đau buồn đấy nữa thì à. Thời đó. Bây giờ. Tại dạo bây này, giờ là anh kiệt sức đó. Vô nè, ho sổ mũi mà có bữa giờ có cái dịch bệnh đó. Chết mẹ rồi, đỡ mà chụp bắn con cái rồi. Rồi, giết. Ui. Ừ nó ừ giết rồi. Mày ngon. Cái gì đứng lại mày. Đẩy. Đẩy luôn. Tham đi. Mày chống với tao hả? 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 Đứng lại. Chạy đâu con? Chạy đâu con Dr. Thanh? Đó, trời ơi, gì ván này xanh rồi. Chống cái gì qua là chỉ có chết mà thôi. Chuyển lên nữa rồi. Đi với con Talon này từ lúc level 3 trở đi nó nguy hiểm quá. Talon nè. Chơi nó luôn, sợ nó hả? Mày cam tết hộ tao cái. Ta lo nó đi vậy nó thọt chết mẹ nó luôn đấy chứ. Z2 yên tâm, Z2 mà. Gửi luôn câu nha. Phải cần Z2 thì là ok. Ủa là này để cho nó giờ bây giờ nó mà tập trung nó cam mình là nó tự thọt à, giờ mình kêu mình chửi nó lên mình cái đó là chiến thuật tâm lý chứ không phải là gọi là bố láo gì hết. Còn lý giờ nó cam lên mình nó hai ngày sau đủ sức giết mình trong khi Lee Sin level 4 không thể nào, điều giết mình là điều không thật. Tao lên đồ farm không mà mày lên kháng phép làm cái gì? Mày không nên đam mày giết tao đi. Má con cục cầm nó ra tao kìa. Tao quên. Sorry. Mày đi xin đâu mày lên đây. Mày lên đây đi xin. Rồi đi về. Đẩy xong rip và đi về đi nhau. Chơi hộp chứ không vậy? Tí một cái rồi. Mấy cái bọn này nó nguy hiểm quá. Đi ra lẹ lẹ đi nha, đi mẹ đàng hoàng vào. Không đi hồi này thấy mẹ với tao. Ôi vậy mà không dính ta. Má chết mẹ rồi. Hồi máu lại. Mày lên mày lát hết con clip đó coi. Mày. Người ta lo với thằng Lee Sin này nó cũng đua. Thôi nó bể trụ rồi. Đi cái nữa là nó 70 rồi. Pin rồi đi má. Ai nhà má lắc quá. Ôi trời má.
Máy này độ má máy chịu vô mà nó kỳ quá. Đánh rồi má lắc. Mày lắc quá. Mày lắc quá trời ơi. Mày lắc quá trời ơi. Là là một pha muốn bỏ đăng ký YouTube là sao mấy lát mà tính đuổi đi xong nó giờ te 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 đang bệnh nhé ông ơi. Rồi vô chơi rồi xong nó rồi đó kể từ ngày đấy vô anh chụp đầu luôn rồi trời ơi phút thứ 11 úp full gậy mày, full gậy mà còn thêm mày, cái cầu chiêu nữa nào, nói về cái này, lượng tiền thì vãi cái lây mẹ nó sao nó không đã đu vô mình ta tăng độ mẹ nó đu vô mày làm gì quê chiếc lẹ chiếc lẹ ấy da ấy da còn ta lon nữa chứ ta lon mà đi run liên tục mà. Nó là Talon rồi nữa, còn Talon đấy chứ. Nó là Talon nó phải đi thôi. Nó có tiếng đó mà giết kịp là đậu xanh là bà mẹ nó hết. Cố tình hết đó. Nó một pha biểu diễn gọi là cố tình mà anh em không hề biết. Cạch thôi, công tán quỷ trừ giáp ghê nhỉ. Ấy, đẹp. Tụi quay lên hết đây, hết đây. Một mình ăn chắc hết. Farm hồi là farm vượt thời gian luôn này. Mày. Đây. Uống máu không? Ôi, thằng này nó thủ máu nhiều thế. Mày tông e hả cháu tơ e mày liền. Mình đó. Đó mày chịu nổi không? Mày chịu nổi không? Mày chịu nổi nhiệt không? Mày chịu nổi nhiệt không? Hả ăn cửa. Lên hết đây. Lướt nhảy 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 lướt nhảy mẹ. Tao bay tới. Tao bay tới nhà. Vô công ra là nó nát liền á. Bỏ vô công ra là nó nát. Chăm con lúa trời. Bút tới nhà. Không vậy thì ghen đâu. Không vậy thì trời nó trong. Tao tới nè. Nè tao tăng chưa. Mày tăng như nó đéo đánh mày rồi sao. Đó. Làm gì làm đi. Cái gì. Cái gì. Giết cục kích là đủ mà. Yếu vậy. Yếu không càng. Ba thằng đều đu vô một mình tao. Đéo đánh mày chứ đâu. Né kêu. Né không càng bàn tay ghét né cái đầu. Mày tay mày giờ. Yếu chứ mẹ. Chứ mày quýnh mít to như kích. Để con hỏi coi quýnh mít to nè. Cho vậy đi quýnh mít to nè. Quá yếu. Qua đây bố mình có R là đẹp rồi. Yếu luôn mày ơi. An ally has been slain.
sẽ đi. Thằng Alita này đậu xanh nó đi ngựa nó giờ mà ghét quá. Thách mẹ anh được cái trụ đó. Đi coi đâu. Đại ca sao đi rồi. Đó mày bay lên hậu. Mày bay lên mày thấy anh đâu. Rồi đó mày coi. Mày chạy hộ anh gái. Mày chạy hộ mày pha chị. Rồi. Vô công kìa hà đổ má. Tay le nó chơi tao kìa. Thôi con kiếm lên coi à hả. Má ông trộn. Trả lại. Ngu công tay le đập tao kìa không thấy à. Má thiệt chứ mẹ ốc chó thiệt chứ đâu. Ốc chó quá. Bố mà đẩy hết trụ rồi ốc cái gì. Ý là bị cam đó. Nên đâu phải sung sướng gì đâu. Tại mày bóp bố mày chứ ai. Con chó lúc nào không chơi nó đi rồi tao chết. Chơi gì thì mày đứng ở ngoài thì mày phải giữ vị trí. Giữ con gà. Vị trí. Cho nó biết người Việt Nam chúng ta mình không phải là Đông Á bệnh phu nữa không. Sao vô công nó đậu. Sao nó uống ngọt rồi. Để yên cho bố mày pha. Tí là tao mẹ tao đập tao kinh hết. Kinh hết luôn không. Tổng mẹ ngày châu tao kinh hết. Tao mày lên đây. Đậu xanh ly chim tủi luôn nè. Tủi luôn. Rồi mày lên đây. Ai thằng bay lên đây. Đậu xanh. Tủi luôn á. Tủi luôn á. Nè thằng tiếp theo. Chạy hộ. Chạy hộ. Đi ra đi. Chạy hộ. Mày thấy không cháu. Mày thấy gì không cháu. Má con talon này nó đam nó to khó chịu à. Hai thằng là cái gì. Biết lên. Rồi nó mới gặp thằng này. Mà ta lo nó chịu quá. Lên hết đây. Ta lo rồi mấy mẹ nó khó chịu vần lờ. Nó dồn nhẹ cái là chết. Team nó thua mẹ rồi đâu. Sao thắng nổi. Rồi anh đánh ra gác mà. Đánh ra gác có bao giờ mà tạ. Mà. Ra gác gì nó xanh tí ai chống. Gì xanh nữa mà lên tăng nó lên được xúc. Ôi ôi má. Mẹ đừng cao quá. Không có tao thì lý mày gì mày giết nó. Tao tóc biến nào. Cậu xanh tóc biến tao để làm gì. Mày chống cái đạn. Cờ hó này. Cánh bố nãy giờ. Your turret has been destroyed. Analyzing approach. Mẹ chó điên này. Con chó điên này. Xì lô mày nè. Rồi đại ca tôi lên thấy rồi. Bố nó lên, bố tới vậy. Rồi, đại ca nó cũng lên rồi. Đại ca dậy thôi. Nó mạnh lên tao chơi sao mày bỏ tao đâu chó. Mẹ chơi đi cái con cà. Tao hát rờ, tao lấy đéo thì tao đam chết thằng một thằng trong hai thằng đó. Bỏ tao đâu. Nãy mày bóp bố mày mấy lần, mày tính bóp bố mày lần nữa hả? Đéo có đâu. Bóp bố mày mấy lần rồi còn giờ tính bóp nè. Mày tao e tao chạy rồi, tự nhiên mày nói sao mà không e chạy đi chứ tao đam gì đâu ra giết nó hai kiếm thằng cưa đam đâu ra giết nó mày nói tao nghe tao tóc biến ra nó đam tao hết rồi còn chưa gì mày đâu mày mà tao còn chưa gì tao giết nó mày còn cái rồi e rồi có kích đâu mày thích liêu rồi cái điều nó quýnh á.
Mẹ nó tăng hình chuyện tình nữa rồi. Có assist hết luôn. Đã luôn. Rồi, win luôn rồi. Đừng biết chơi là easy win. Rồi cầm relay vô thì nhẹ khỏi đu. Ủa nãy giờ tao mới thấy sụp luôn. Relay thì khỏi đu. Metal is perfection. Yên tâm có tao, mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi. Đủ má đe rà luôn kìa, thô má. Đó đe rà luôn kìa. Nghe đồn châu lắm không? Rồi rồi. Xuất phát. R, R. Má đe rà mình luôn kìa. Đó có ai R tôi, mẹ tôi nhây nó chết luôn. Mày mày cắm mắt nó hộ thể hả? Mày đá vô nhà chứ gì? Mày đừng đá vô đồ, đá được kích còn đá đâu, đá tao rồi. Đá vô nhà chứ. Mày đừng đá vô. Mày chơi không? Mày cái này. Mày cái này. Ờ giỡn. Ừ. Nào đừng bắn vào tao. Your team has destroyed a turret. Shut down. Function over four. Bye bye, anh xin. Chó đó mà nó không có, nó không có R tôi giết nó luôn rồi. Đệt mà mấy người đá xong dí đâu mày. Giá liệt sĩ làm gì, team này lên giá liệt sĩ làm gì cha. Tim băng luôn chứ giáp lực sĩ làm gì. Tim băng luôn lấy hồi chiêu. Rồi, giết hết đi gì? Sao hết chiều rồi? Đây, giải quyết.
Trời đồ má. Nó nhai Unzi không được làm gì luôn kìa. Ồ hên quá. Còn một món đẹp phải. Ủa sao tự nhiên nó tèo hết rồi. Chúng mày tèo nhanh quá vậy. Mày. Mày cái gì? Mày cái gì? Mày cái gì? Mấy kỳ gió rồi, hết kiếm năng cưa cho một bớt là đi đó. Mày, tao ai ạ? Tao ai ạ? Nhây được nhớ nam đồng đam rồi thế. Mày, mày chạy hả? Mày chạy hả? Đúng rồi, để tao ra. Mày chạy hả con gà? Rồi, hang chó kia nó xuống kìa. Mày chạy hả? Dạ. Nó bỏ Lee Sin này, nó bỏ Lee Sin này. Mày chơi con hả? Đuổi tao. Mày không đáp rồi. Hết mắt rồi cái gì? Nhỏ hết mắt tội vãi. Tìm mất tàu lộn quá. Ta động quá, tìm mất ta động quá. Cơ thì cơ, tao lấy cái dạy xuyên nữa thì chỗ mồm hết. Rồi đi, rồi đem qua tường nè. Nào thử vậy đi. Xuống dưới luôn, xuống dưới luôn. Lucien nó ẩu chứ sao. Lucien nó ẩu. Đến vai nó khỏe lên mệt lắm. À, bỏ búp nhiều quá. Búp nhiều của con không chết. Tại mình thiếu người không à, không ai coi chưa có tăng mà. Đang đứng rình, tao đang đứng rình con vay, bớt nó chết. Nó xiên nó cứ ham cái trụ, đánh trụ á. Để nó lên mà nó bắt. Ẩu. Thua không có thua đéo. Đập bay trước, mày cái mày giùm bay lại đi. Ấy chết mẹ, mất W rồi. 5 giây. Giùm bay lại. Đéo gì mà bê con chó này. Ai cho mày đụng? Chết mẹ mày đi. Ai ra đủ mà đâu mày? Rồi chết luôn. Sao có lúc nào không còn mình mày ấy. Tao tắt cáp tao chứ gì nữa. Tao tắt cáp tao. Mày chửi tao gì nữa. Mày chửi cho mày đã rồi. Đứng rào băng nó ra. Mày
rồi, chém bò đi. Chém bò nè dí. Ừ, nó hụt rồi. Rồi. Rồi lật kèo, lại lên. Rồi lật kèo. Rồi chết mẹ thằng Talon rồi. Rồi thằng phải nè. Ấy sao lại đánh con à? À trời ơi nó ngu. À đeo mình nó ngu quá. Xử lý như con gà. Xử lý như con gà này AD. Cái game vậy nó mới gây cấn nè. Game phải như vậy nó mới gây cấn. Rồi bố một cái chuyện xuyên này lên đây ăn bớt đam này cũng cool. Anh em mình nãy xử lý dở ghê chứ đánh Talon mẹ đi bây giờ đánh. Nó pha 140 mấy con thì con bò nó đi ra mà nó pha con mày đòi hỏi đậu mới trong khi mà nó đi vòng vòng mấy anh nãy giờ. Đồng lửa nó kìa. Má coi chừng nó đứng ở rình, coi chừng nó đứng ở rình đấy. Lì xì bắn luôn, Ờ à, từ bò. Phá mắt đi. À con Talon nè. Có chuyện xuyên là cắt thốn rồi đấy. Má nó toàn đam, nó còn rồng đam nữa chứ. Giết bò luôn, Tao tâm biến trước đây. Rồi chết ta rồi. À đéo ai đánh bay luôn. Oh yeah. Ai đánh bay vậy? Tao không nghĩ boss nó hát luôn trời. Say ô thua yeah. Vay nó mát đồ rồi nó bắn sấp mặt liền. Nó đứng rình mãi. Bò nó có chịu mất còn nguyên 5 năm luôn kìa. Giang thì giang với con vay chưa tới, tao đâu combo vô người chúng nó làm cái gì, toàn tăng luôn mà. Ông nó biết cái đời đó, muốn thằng khác. Ông công thằng hình đó. Say oh yeah. Giang u công ngược lại đó, ông thấy à. G2 mà thằng AD bóp nhiều pha quá. AD mình lên đồ gì à? Trời nó lên đồ vậy sao có đam. Lên đồ bắn sao lại vay. Con Vayne với con Lucian đi với con Nami mà con Alex Dam mà nó đè được thì mọi bố quỳ luôn.